chào tất cả các cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh ABC làm của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này, và xin chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe. Lâm hiện 30 tuổi và đang sống ở Phú Long, Bạc Liêu. Thì các bạn có thể kết bạn với Lâm vào Facebook Sơn Trần Vũ Lâm hoặc là các fanpage Đại Lâm Mộc và nhóm Đại Lâm Mộc mà Lâm lập ra để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về việc chơi lan ha. Thì các bạn có thể tham gia vào nhóm đó. Rồi thì nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Lâm. Và khi mà đăng ký kênh xong, nếu mà xem video, nếu thấy video hay, hữu ích thì hãy like video giùm Lâm và chia sẻ, giúp Lâm chia sẻ nó cho nhiều người cùng xem. Thì nếu mà bạn nào chưa xem video mà Lâm làm về lan á, thì các bạn có thể vào lại danh sách phát là chăm sóc lan để xem lại tất cả các video mà Lâm làm về lan thì Lâm đẩy trong đó hết. Thì khi mà xem xong, nếu mà bạn nào mà chưa rõ hoặc chưa hiểu thì có thể comment trực tiếp bên dưới video đó, hoặc là inbox cho Lâm ha, inbox cho Lâm qua Facebook Sơn Trần Vũ Lâm để mà Lâm có thể giải đáp và tư vấn gì đó cho những bạn nào mới chơi chưa có rõ hoặc chưa hiểu vấn đề gì đó. Thì cái video ngày hôm nay á, như chủ đề là cái thời điểm nào thích hợp để thay chậu cho cây lan ha. Thì cái câu hỏi này cũng rất là nhiều bạn hỏi Lâm, và cũng không có do một số bạn mới chơi nên cũng chưa biết thời điểm nào mà thích hợp là để thay chậu, hoặc là mình tách chiếc, mình giống như là mình thay chậu, thay đổi cái chậu ở chỗ này đó. Thì nếu mà nói trước về giá thể đi, nếu mà một chậu lan trồng quá lâu trong cái giá thể đó hơn 2 năm rồi, 2 năm 3 năm thì chúng ta phải nên thay ha. 2 năm thì chúng ta phải nên thay đi. Tại vì khi mà giá thể nó quá cũ thì nó sẽ dẫn đến là có nhiều cái mầm bệnh nó tồn tại ở trong đó, thì nó bị rồi với bộ rễ nó mọc trong đó, nó đang xen nhau rồi nó già, nó hư, nó chết thì cũng có thể dẫn đến thối rễ đó, rồi làm cho cây lan chúng ta suy kiệt. Thì nếu mà giá thể quá cũ, chúng ta trồng 2 năm đổ lên thì chúng ta phải thay, chứ chúng ta đừng có để lâu quá đó, chúng ta đừng để lâu quá. Chính vì thế mà Lâm khuyên các bạn á, cũng đừng nên chơi một chậu lan khủng. Tại vì chậu lan khủng khi mà nó bị suy là nó có thể chết hết cả bụi luôn, là chúng ta không có cứu chữa kịp thời ha. Nếu mà thích chơi chậu lan khủng á thì phải là có tay nghề tí để mà mình chơi, mình chăm sóc cho nó đạt, cho nó được ok. Chứ còn mà mình mới chơi mà mình ham chơi chậu khủng mà mình chưa biết cách chăm sóc, mình chưa biết cách nói chung là chăm sóc đó thì rất là khó để mà chơi chậu khủng ha. Nên tốt nhất là các bạn đừng có ham chơi chậu khủng, thấy gì chứ cũng không có đẹp lắm đâu đó. Rồi cái việc thứ cái tiếp á, là nên thay là khi mà chúng ta mua lan từ ở ngoài cửa hàng về là người ta trồng bằng xơ dừa ha. Thì các bạn nếu mà chơi xong một cái đợt bông đi, giống như mình đang mua cửa hàng về mà nó có bông, thì mình nên cắt bỏ cái nếu mà mình chơi bông xong á, nó tàn bông, là mình cắt bỏ cái giò hoa đó, thì bắt đầu mình có thể là mình xem cái giá thể cái xơ dừa như thế nào ha. Nếu mà chưa cũ quá thì cũng không có cần thiết, còn nếu mà nó đã quá cũ rồi, xơ dừa nó cũ, nó xuống rồi, nó làm bộ rễ nó bị hư. Thì cũng có một vài bạn mà gửi hình cho Lâm xem là nói mua từ ngoài cửa hàng về rồi nó lâu nó cũ quá rồi nó hư rồi, bây giờ cái cây nó bị teo tóp lại rồi, bây giờ phải cắt ra trồng lại ha. Rồi, cắt ra trồng lại thì cây nó rất là xấu, nó sẽ rất là xấu. Khi mà cái cây nó còn khỏe, chúng ta cắt, chúng ta trồng lại thì đỡ hơn. Còn đối với những cây mà nó đã teo tóp rồi, khi mà chúng ta cắt trồng lại nó sẽ bị gớt lá, teo thân, đó là chuyện đương nhiên. Tại vì nó rễ nó hư hết, nó thiếu nước, nó thiếu phân thì nó sẽ buông lá để cho cái cây nó giữ được cái sức khỏe. Tại vì nó buông lá thì nó đỡ phải nuôi cái lá đó. Rồi, đó là về phần giá thể ha. Giá thể quá cũ, quá lâu thì chúng ta nên thay bỏ. Rồi, về cái tiếp theo á, là cái việc mà cái cây lan đó mà chúng ta trồng giống như vậy đi. Đây, chẳng hạn như cái chậu này đi, thì nó đã ăn ra tới ngoài này rồi ha, nó đã ăn ra tới ngoài này rồi thì chúng ta phải thay ha. Chúng ta đừng có để nó mọc tràn ra ngoài này rồi, chứ phải thay thì nó hơi khó ha. Phải thay rồi nói chung nó hơi khó hơn. Nếu mà nó đã ăn ra tới ngoài thành chậu rồi, chúng ta phải thay. Tại vì nếu mà cái này nó ra một thân nữa thì nó sẽ ăn ra ngoài cái chậu này, khi mà chúng ta thay thì nó hơi khó khăn hơn. Còn nếu như nó đang nằm trong chậu như thế này thì chúng ta thay thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cây nó cũng bị mất sức hơn ha. Vì thế mà chúng ta phải xem là cái nó có tràn chậu hay chưa. Nếu mà tràn thì bắt buộc phải thay ha. Nếu mà tràn thì bắt buộc phải thay thôi đó. Rồi, cũng chẳng hạn như cây này luôn, cây này hoặc là như đây là ba cây đang hoa ha. Đó, ba cây đang hoa. Cũng có một số bạn hỏi Lâm là những cây đang hoa thì có thay chậu được hay không ha, những cây đang hoa thì có thay chậu được hay không. Thì Lâm cũng trả lời các bạn đó rồi, nhưng mà hôm nay thấy vậy thôi, làm video để trả lời cho tất cả mọi người luôn. Và nếu mà nó đang hoa như thế này thì chúng ta đừng có thay chậu ha. Nếu mà chúng ta muốn chơi hoa thì chúng ta đừng có thay chậu. Vì sao?
Tại vì khi mà nó đang hoa ha, khi mà nó đang hoa mà chúng ta thay chậu nó thì chúng ta phải cắt bỏ rễ hư rồi làm cái nó làm cho giống như nó bị sừng lại, nó không có hút nước được, không hút phân được, nó phải nuôi thêm cái hoa nữa thì nó rất là tội cho nó ha, nó rất là tội cho nó. Thì chúng ta muốn mà thay thí dụ như đang hoa như thế này đi mà chúng ta muốn thay chậu thì chúng ta phải cắt bỏ hoa đi ha. À, kệ đi các bạn, mình cắt bỏ một lần hoa này nhưng mà mình sẽ giữ được cái cây nó rất là lâu ha, thì từ đó mình sẽ xem được nhiều hoa hơn. Còn nếu mà chúng ta tiếc một cái giòi hoa như thế này mà chúng ta để luôn rồi chúng ta thay chậu thì làm cho cái cây nó bị suy, nó bị yếu, thì từ đó làm cái cây của chúng ta nó rất là tổn, nó rất là hại cho cây ha, nó rất là hại cho cây. Thà mình bỏ hoa nhưng mà mình giữ được cái cây thì sẽ tốt hơn là mình giữ cây ha, mình giữ hoa mà mình bỏ cây ha, chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi, ai cũng vậy hết đó. Rồi thí dụ như một đây thí dụ như một cái chậu như vậy đi ha, không biết các bạn có thấy hay không, nhưng mà đây thí dụ như một cái chậu như vậy, chúng ta thí dụ như chúng ta có người ta cho ha, người ta cho hoặc là người ta mua đây, chúng ta có thể là người ta tặng, bạn tặng, hoặc là chúng ta đi đâu đó chúng ta mua được những cái chậu lan như thế này ha. Thứ nhất là giá thể nó rất là cũ rồi nè ha, giá thể nó rất là cũ rồi, cái chậu này trồng gần 2 năm rồi à, giá thể nó rất là cũ thì trong này nó những cái mầm bệnh rồi nó có rồi, thì chúng ta phải thay rồi. Với lại đây thí dụ giờ cái cây như thế này mà các bạn nào mà mới chơi á, mà chưa biết mới chơi mà dường như là chưa có nhiều cái kinh nghiệm để mà mình chăm sóc mà lan, mà mình cắt một cọng mình trồng á ha, thì chúng ta nên là cắt hai cọng trở lên ha, giống như một thân già và một thân tơ ha, giống như một thân già và một thân tơ để chúng ta trồng vào cái chậu mới để mà chúng ta chăm sóc nó dễ hơn. Còn nếu mà bạn nào mà đã chơi lâu rồi thì Lâm thường nếu như thế này thì Lâm chỉ chắc cắt ra một cọng mà Lâm trồng thôi ha, thì cũng có chết chứ không phải không chết nha các bạn, nhưng mà đỡ hơn tại vì mình cũng có một tí kinh nghiệm ha, thì nói chung là chăm sóc nó cũng đỡ hơn chứ không phải là gọi là giỏi gì đâu, thì cũng hên nhưng mà xui nó cũng chết thôi chứ không phải là cây nào cũng sống 100% hết. Nên nếu mà chúng ta thay thì chúng ta nên lấy một hướng đẹp như thế này chúng ta trồng lại ha, chúng ta nên lấy một hướng đẹp như thế này chúng ta trồng lại. Còn có những cái phần còn lại thì cứ nếu mà nó đã quá già, quá cũ hay là quá xấu rồi chúng ta cứ bỏ đi hoặc là để một nơi nào đó để nó nhảy con lên thì chúng ta trồng ha. Rồi cái thời điểm mà xem mà để mà mình tách á, mình xem mà để mình tách á, thì những ví dụ như cái ngay cái thời điểm này là những cái này nó có những cái cọng rễ con nè ha, có những cọng rễ non nó mới ra ha, thì chúng ta phải chú ý làm sao giữ tốt nhất những cái cọng rễ non này đừng cho nó bị hư bị tổn. Thì đó thì chúng ta khi mà trồng lại vào cái chậu mới thì bộ rễ nó ra sẽ nhanh hơn, nó hút được nước, hút được phân hơn, nhanh hơn thì cái cây nó sẽ phát triển tốt hơn, nó đỡ phải nghỉ nhiều hơn. Nếu mà chúng ta làm hư những cái rễ non này thì nó rất là tiếc, rất là uổng, tại vì những cái rễ này rất là quan trọng ha. Đó, nếu mà một cái chậu lan mà nó như thế này rồi thì chúng ta phải cắt hướng đẹp chúng ta trồng lại thôi ha. Còn những cái này thì những cái thân già này bỏ đi, đừng quan tâm, tại vì những cái thân già này nó cũng đã cỗi rồi ha, chúng ta chơi nó cũng nó cái cây này nó ra hết mắt bông rồi, nó giờ chỉ còn đợi nhảy kia để mà trồng thôi. Đó, như cái chậu này thì Lâm không có thay tại vì Lâm muốn để nó như vậy để Lâm cắt những cái cọng này ra nè ha, cắt những cái cọng thân tơ này ra để Lâm trồng. Đây là cái chậu đồng vàng ha, chậu đồng vàng nó rất là xiên bông đó. Đây các bạn xem cái thân già của nó là các bạn biết mức độ sự xiên bông của nó như thế nào ha. Đây những cái giòi hoa nó đây, ở dưới Lâm có một cọng Lâm cắt bỏ, nó chỉ cắt bỏ luôn á mà nó vẫn xì ra cái giò bông các bạn, không có rễ, không có dính, nói chung là cắt bỏ rồi đó. Nó để đó thì Lâm tính để nhảy kia mà nó vẫn ra bông đó, nó vẫn ra bông thì mức độ xiên bông nó rất là khủng khiếp đó. Thì nếu mà đó, đây là những cái trường hợp mà chúng ta nên ha, đây là những cái trường hợp mà chúng ta nên thay chậu cho lan ha. Thứ nhất là chậu trồng quá lâu, quá cũ ha. Thứ hai nữa là cái cây mà giá thể bằng sơ dừa chúng ta nên thay đi ha, đừng có trồng bằng sơ dừa. Trồng bằng sơ dừa cũng được nhưng mà một năm thì phải thay một lần, trồng bằng sơ dừa thì một năm phải thay một lần thôi, không thôi thì cái cây nó sẽ suy, có thể nó chết luôn. Rồi đối với những cây như thế này ha, khi mà tách trồng lại thì các bạn nên nhớ là chỉ lấy một hướng đẹp trồng thôi đó, thì chúng ta trồng lại từ từ chứ không có gì hết, chúng ta đừng có ham chơi chậu khủng, khi mà chơi chậu khủng mà nó có chuyện gì chúng ta trở tay không kịp coi như mất luôn cái chậu lan thì nó rất là tiếc. Rồi những cây đang bông ha, những cây đang bông thì chúng ta là không nên thay chậu ha, không nên thay chậu. Nếu mà có thay chậu thì chúng ta hy sinh một cái lần bông đi, hy sinh một lần bông đi để chúng ta cứu cái cây lan thì nó sẽ hay hơn là nó
ta để nguyên bông như vậy mà chúng ta thay ha, thì nó sẽ không tốt đó. Thì cái video ngày hôm nay là chỉ muốn chia sẻ với các bạn là khi nào mà thời điểm nào thích hợp để mà thay chậu cho ra lan. Còn cái việc thay thì nhỏ ra thì Lâm nhỏ ra tôi muốn chia sẻ rồi, nhỏ ra là cắt những cái cọng để hư và bỏ thì chúng ta để mát rồi chúng ta trồng lại, trồng lại xong chúng ta để trong mát một ngày rồi chúng ta mới đem ra vườn chúng ta chăm sóc tưới nước lại bình thường ha, chứ đừng có trồng xong liền rồi chúng nhỏ ra cắt xong rồi trồng rồi đem ra vườn liền thì đôi khi mình tưới nước cái những cái vết chảy xước trên thân mình không hay, mình tưới nước mà thấm vào nấm bệnh nó xâm nhập làm thúi cây thì nó dẫn đến là mất cái cây nữa. Thì chúng ta trồng để trong mát mà tưới nước cứ để đó một ngày đi, qua ngày hôm sau chúng ta đem ra vườn lại chúng ta chăm sóc tưới nước lại bình thường ha, chăm sóc tưới nước lại bình thường nó rồi kích rễ đi phân gì đó thì cứ làm lại. Thì các bạn có thể vào lại xem những video trước mà Lâm chia sẻ cái việc mà kích rễ và bón phân. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này, và xin chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy video hay thì hãy like video và chia sẻ nó cho nhiều người cùng xem giúp Lâm. Xin cảm ơn và hẹn tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.